Xin được chúc mừng các thành viên đến từ phường Thanh Xuân Nam đã hoàn thành xong phần dự thi của mình. Và tiếp ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục dự thi lời quê sáng tác Ngọc Thịnh với phần dự thi của phường Khương Mai.